Isuzu MU-X 2022 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ở thế hệ mới có những thay đổi ở cả ngoại hình và nội thất. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 4 phiên bản gồm MT một cầu giá 900 triệu, bản Plus một cầu giá 980 triệu, bản Prestige một cầu giá 1 tỷ 120 triệu và Premium hai cầu giá bán 1 tỷ 190 triệu G. Giá bán mới này chênh lệch vài chục triệu đồng so với giá dự kiến được đại lý đưa ra trước đó, đồng thời cũng cao hơn so với thế hệ cũ. So với tại thị trường Thái Lan, Isuzu MU-X 2022 tại Việt Nam không có tùy chọn động cơ 3 lít, tất cả phiên bản đều dùng động cơ 1.9 lít đạt chuẩn Euro 5, cho công suất 150 mã lực và mô men xoắn 350 Nm, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động cầu sau, riêng bản Premium cao cấp nhất có hệ dẫn động 4 bánh. Thiết kế ngoại thất của xe trông hiện đại và cứng cáp hơn so với đời cũ. Phần đầu sẽ nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng billet dạng projector, có thiết kế thanh mảnh hơn, đèn daylight với họa tiết mũi tên và đèn sương mù đặt bên dưới. Lưới tản nhiệt vẫn mang kiểu dáng cũ nhưng có viền trang trí dày hơn và được đặt cao. Ở phía sau, đèn hậu cũng được làm mới, sắc cạnh hơn và có họa tiết 3D. Bản số sàn được trang bị bộ mâm 17 in trong khi các bản cao hơn, có mâm 18 in. Ở thế hệ mới Isuzu Mu-X có khung gầm được tăng khả năng chịu lực hơn 23% so với đời cũ. Hệ thống treo của xe cũng được tinh chỉnh êm ái và ổn định hơn. Thực tế khi lái thử trong sa hình, chiếc xe vận hành khá tốt khi đi qua các đoạn gồ ghề, khả năng cách âm cũng tương đối. Tuy nhiên vô lăng trợ lực dầu vẫn có độ nặng nhất định và mức độ trả thẳng chưa thực sự linh hoạt. Kích thước dài rộng cao của Isuzu Mu-X 2022 lần lượt là 4850mm, 1870mm. 1875 mm, bản số sàn có chiều cao 1870 mm do có mâm nhỏ hơn, trục cơ sở 2855 mm, khoảng sáng gầm 235 mm. Kích thước này lớn hơn hẳn so với Toyota Fortuner, dài hơn 55 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 40 mm. Trong cabin của MU-X 2022 cũng đã được thay đổi đáng kể so với đời cũ. Cách bố trí và chất lượng vật liệu được cải thiện Xe được trang bị màn hình giải trí chính in hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa, cụm đồng hồ dạng kỹ thuật số 4.2 in, vô lăng 3 chấu kiểu mới. Ngoài ra xe còn có hệ thống khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử, đèn pha thích ứng và cảm biến gạt mưa tự động. Nội thất bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế sau có không gian tương đối rộng rãi, cửa gió riêng đặt trên trần, có hai cổng sạc USB và một ổ điện AC 220V. Về công nghệ an toàn, Isuzu Mu X 2022 được trang bị kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo trạch làn đường, tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cảnh báo áp suất lốp, 8 cảm biến trước sau và 6 túi khí. Với những nâng cấp kể trên, Isuzu Mu X 2022 được kỳ vọng sẽ tăng tính cạnh tranh và cải thiện doanh số. Với 217 xe được bán ra trong 6 tháng đầu năm 2022, Isuzu MU-X là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Với mức giá tăng từ 30 đến 50 triệu so với đời cũ, trong khi đó các trang bị tiện nghi và an toàn chưa thực sự vượt trội được xem là một trở ngại đối với mẫu xe này trong việc cạnh tranh với những cái tên như Ford Everest có giá từ 1 tỷ lẻ 99 triệu đến 1 tỷ 452 triệu và đang khan hàng còn bị kênh giá lên 200 triệu. Mitsubishi Pajero Sport giá 1 tỷ 110 triệu và 1 tỷ 345 triệu hay Toyota Fortuner giá 1 tỷ lẻ 15 triệu đến 1 tỷ 423 triệu. Xe cộ XX.